Hello, chào mọi người, đã đến với channel của mình và mình là Aesop đây. Ok, thì video hôm nay mình sẽ chơi cùng anh Gió Vỉa Hè. Mang bộ skin Norman đúng không? Norman của Tấm Liệm. Yeah, mình không có được bộ đó. Quạo vừa lờ, tức. Ôi vừa lờ thật. Gặp mấy ai nè mọi người. Ảo thế nhờ. Thì trận này mình chơi họa sĩ 36. Họa sĩ 36 luôn. Là một cái gì đó rất là tuyệt vời, kiểu đặt tranh đi cứu á. Ghiền lắm. Và mình lên mắt ngồi ghế, nên là mình đã nói trước với đồng đội rồi. Hy vọng đi cứu bạn ấy cứ từ từ, thoải mái đi. Cứu lần 1 thì cứu sớm, sau đó thì để lần 2 cho mình ngồi ghế phê luôn. Tại vì cứu họa sĩ thì không sợ nữa, quá lửa hay gì á. Ok. Ô tù nhân truyền qua cho mình nè. Mình nói thiệt là mình, nói thật là mình không biết ca biết ai. Ờ rồi, anh Gió ca rồi. Ok, xong một máy. Tập trung về giải mã. Đây, ra giải map, ra giữa map. Ra giữa map giữa máy. Có gì đi cứu thì nó gần hơn á. Hello. Xin chào. Mình bỏ máy sớm. Còn máy khác dạy. Không, nếu mà tẹo nó xa, nó cay xa ra cái máy đó. Qua lại máy đó dạy xong, bù vô máy đó xong. Trời mẹ ơi. Làm cái gì ở đó vậy? Là chạy qua đây đấy. Đấy, biết mà. Trên đây có ai dạy máy không ta? May có bạn tù nhân này. Ok, sau đó thì máy đó chắc là anh Gió dạy rồi đó. Gió hay là điều phối, một trong hai. Ủa gì nổ máy sớm vậy mấy má. Trời ơi, sợ hãi. Ui mẹ ơi, giật mình. Má ơi. Ừ.
Ủa rồi mấy ai tha luôn nè. Đi vào đi bạn ơi. Tha nè, ok. Ok, cảm ơn mọi người đã xem cái clip và mình sẽ làm thêm một clip khác nữa. Ok, hello, chào mọi người. Chào mọi người đã đến với clip thứ hai. Trận này mình tiếp tục như họa sĩ nha mọi người. Và anh gió vỉa hè thì là thợ máy. Trận nãy bạn mấy ai kiểu bất lực rồi, tha luôn. Có đêm rồi cũng thua, tha luôn. Dễ thương. Mình thích mấy bạn vậy lắm. Kiểu hiền lành của ta. Ok, thợ máy cai. Anh gió có duyên cai đầu ghê á. Rồi gặp chị cá. Trời ơi, tôi không biết cai chị cá mấy má ơi. Và mình lại đem nhắn sáu mắt ngồi ghế đây. Sát bên mình luôn nè. Đi qua nhìn mặt đã. Ôi trời ơi. Ok. Sao đây mình chưa nhìn mặt được? Nhìn qua nhìn mặt đã. Nhìn mặt tí. Ok, vẽ rồi. Vẽ xong rồi có cứu. Ôi chết mẹ. Đờ mờ. Ôi mẹ ơi, ướt quá. Không đập ván là chị sai lầm rồi chị ơi. Sao sao, đập ván không? Nhắm chơi lại không? Ok, bắt đập ván rồi thì chạy ra chỗ cái này thôi. Hết chỗ cai rồi. Cá này hình như là cũng mới chơi thôi. Trời ơi. Nhảy bằng bốn chân mọi người. Nhai cái dáng đi rồi nói chuyện với nhau tiếp. Ủa mắc 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 mắc. Ok. Không sao, trận này mình hy sinh cũng được. Ôi chết mẹ, chết mẹ. Ôi mẹ ơi. Rồi xong. Xin lỗi nha. Ôi mình không biết mở bên đấy luôn á. Trời ơi.
đi kiểu chặn đầu, sợ vãi. Từ từ cứu đó mọi người ơi, không thể hiến luôn cũng được. Ok, máy cứu sắp nổ rồi. Chị cả, chị chọn quyết định chị cứu em là sai lầm rồi chị ơi. Cứu em là chị sai rồi. À, với em là chị sai lầm rồi. Trời, thợ máy lực điền. Okay. Ủa gì nó mới chậm vậy mấy má. Ok, vô khu này coi nè. Sao? Ôi không, không có mắt đỏ, không mắt đỏ, không mắt đỏ, không sợ. Không mắt đỏ. Chị cá không mắt đỏ nha mọi người. Ê cái hầm ghế ngay đây nè. Có gì mình gục rãi luôn cũng được. Rồi chị không để ý đến mình luôn. Dịch chuyển nhầm cổng. Ok, cảm ơn mọi người đã xem clip và hẹn gặp lại mọi người ở những clip sau. Bye bye.